Báo cáo với anh Diện này, hôm nay thì anh cũng hỏi em số câu chuyện về cuộc chiến ở Campuchia. Thì hôm nay tôi cũng là tranh thủ ra đây để nói chuyện với anh một vài câu gì đó cho nó đỡ các anh ôn biết, lại kỷ niệm, ôn lại kỷ niệm xưa. Thì báo cáo với các anh là đơn vị với tôi hết năm 79 thì bắt đầu đơn vị cho rút quân về Mông Công Prey. Về đó coi như là còn trên thì giao cho sư đoàn 5 với sư đoàn 10 quản lý trên đó. Thì trung đoàn với tôi về chỗ Mông Công Prey thì nói chung là trung đoàn bộ thì nằm ở ngay Mông Công Prey, và trong khi đó là kết hợp có của trung đoàn 28 pháo binh nữa cũng nằm ở đó, trung đoàn bộ. Nằm ở đấy một thời gian là khoảng một tháng. Thì cái phum gọi là phum Quy Miêng, Bát Tà Rồng. Nó thì cách chỗ Mông Công Prey chừng độ khoảng 10 hay là 20 cây gì đó. Nhưng mà lúc đó đi bộ thì không có đi xe, hành quân bộ. Thế được lệnh của trên biểu là các anh xuống đó để nắm tình hình về khu vực, nó hơi phức tạp. Mà dân chúng là nó không ổn định. Mà thỉnh thoảng Pol Pot nó vẫn vào ép với lại cướp bóc. Và người nói đâu có một đại đội là nó chuẩn bị để vào để nó sẽ lấy đó bàn đạp để tấn công của Mông Công Prey, là khu trung tâm của trung đoàn bộ. Nó có hai trung đoàn mà, cả trung đoàn pháo nữa. Vâng. Thế trung đoàn bộ tôi thì bây giờ thì các trung đoàn thì nằm xung quanh, cũng cách đó các phum ấy chứ là có các tiểu đoàn nằm xung quanh hết. Thế cơ ông là lệnh tôi giờ thì cũng đến tiểu đoàn 7. Tiểu đoàn 7 là tiểu đoàn dẫn đầu anh hùng. Thế cả hai với tôi là nhận cái lệnh là đi trước, hành quân trước. Là đi bộ xuống bắt đầu khoảng 5 giờ chiều. 5 giờ chiều hôm đó là tập trung quân, ăn uống đâu vào đấy, trang bị lấy vũ khí quân tư trang. Phát cho anh mỗi anh là 30 quả lựu đạn mini đấy, cho nó hành quân nhẹ, không nặng. Cái loại lựu đạn to không có, nhưng mà phát nhẹ, hành quân nhẹ. AK với lại có mấy khẩu B40, đại đội là 4 khẩu B40 cả. Với B41 thì khoảng 5 khẩu, với đại liên, với lại 12 ly 8 trang bị đầy đủ như thế, về hỏa lực mà. Thế cơ ông biểu xuống đó là bây giờ mình phải khẩn trương tiền nhập. Và cái phum gọi là phum, nó là phum là Bát Tà Rồng, nhưng mà còn một cái làng, mình gọi là cái phum, cái ấp ấy. Cái ấp nó nằm độc lập, cỡ khoảng 10 nhà thôi, nhà sàn. Nhưng mà địch là nó sẽ vào tập kết đó, để nó làm cái cuộc gọi là hành quân bộ như ta đấy, để vào đánh chiếm các khu vực của quân đội Việt Nam. Lệnh của trên báo như vậy. Thì hôm đó với tôi tiền nhập mãi đến khoảng 3 giờ sáng mới tới nơi. 3 giờ sáng cơ ông biểu tôi bây giờ ta cứ tạm dừng chân ở đây xem tình hình thế nào. Bởi vì cái khu nó là xung quanh là đồng tráng. Cái cây gọi là cái cây quả lá có dưới đó, lút đầu này. Đi ban ngày cũng chả thấy đâu. Thế cái ông biểu tôi bây giờ mình phải tiền nhập sớm. Chủ yếu là bây giờ mình phải đi thế nào mà nó không phát hiện đâu. Phải tính chất là đi bò, lòng khom. Cách phum lúc đó cũng khoảng một cây số. Là bắt đầu lòng khom, mà gần tới nơi là phải trườn để vào sát nhà dân chứ không có phải không. Thì ông biểu bây giờ là vào thì im re. Trong cái phum có 10 nhà đấy. Nhưng nó ở thưa lắm. Ở trong cái phum. Nhưng mà là cái hình vòng tròn. Xung quanh là sông hết. Nước đục như cái nước vo gạo. Vâng, xuống tắm xong nó lên cũng như đục ngầu. Thế còn việc thôi thì nó cũng là có một địa hình nói là xa, nhưng mà cái hình bao vây của mình thì cũng có thể được. Bây giờ cả tiểu đoàn lúc nó vây là chốt chặn ở bên ngoài, chưa cho ai vào hết, lính chưa cho vào. Nếu mà cái hướng của nó từ biên giới sang thì mình cứ để nguyên như thế, mình không có chốt chặn để xem tình hình cấp trên nói có phải không. Thế bắt đầu tôi là đào hầm đầu hút xong, nguyên buổi sáng là không cho quân vào cho đến chiều.
chiều chừng được chập choạng khoảng 6 giờ. 6 giờ thấy một tốp cũng khoảng 50 thằng. Hành quân mũ rước đàng hoàng. Như quân đội mình, mũ côi đàng hoàng. Không biết chân thì có đi giao hay không, không rõ. Súng ống AK 40-41. Với lại là đại liên. Cỡ đó thôi, mình phát hiện như thế. Nhưng mà cấp trên biểu thôi là tiểu đoàn biểu đừng vội đánh. Cứ để cho nó gọn vào gọn phum. Lúc đó mình mới vây đằng sau đằng trước thì mới có thể đánh được. Thế bắt đầu nó vào gọn là 50 thằng vào gọn. Thì chờ mãi cũng không thấy hành quân ai, quân tiếp viện, nó cứ thấy nó vào đó. Thì gọn 50 thằng đếm mà đếm được thằng một đồng. Thì vào đó bắt đầu bên tiểu đoàn thì tôi cho một đại đội chặn đứng ngay cái hậu thuẫn đằng sau. Bây giờ cho đại đội 2 vào trong. Bây giờ lực lượng đại đội 2 là có 2 khẩu 12.8 yểm trợ là vào trong đấy. Vào trong ấy thì nói chung với bò sát cũng chưa đánh liền đâu. Vào thì thấy nó cụm lại, nó cũng chưa vào các nhà. Nó cũng đầu hầm đầu hố như mình. Đầu hầm đầu hố triển khai có lẽ cỡ 50 thằng cửa đại đội. Lúc đó là bắt đầu dồn quân đầu hầm đầu hố, là nhìn thấy rõ ràng lắm, nó không phát hiện được mình. Mình tiên nhập sẵn rồi. Thế cơ ông trên biểu tôi bây giờ thì có thể phải đánh bất ngờ. Nó chớp nhoáng bất ngờ thì có thể là nó không kịp đầu hầm. Lúc nó đang đào mà, đào hầm. Đào hầm để củng cố lực lượng đấy. Đúng là cối 60 mình dã, với lại cối 82 của tiểu đoàn dã chừng được khoảng 30 phút. Ui trời, lúc nó cũng nháo nhác bởi vì hắn chưa đào được hầm. Nó mới cúp lại một chỗ, lúc đó là 12.8 của mình quất. Quất thẳng, bắn thẳng. Bắn thẳng thì lúc đó là nó chạy toán loạn ở trong cái khu vực ấp đấy. Nhưng mà ban đêm đánh cũng hơi khó. Không biết chết hay không thì lúc đó mình cũng chưa vào. Mình mới đánh như thế thôi, chưa vào trận địa. Lúc đó là cối thì hắn cũng thấy im re, không thấy phản xạ gì cả. Không thấy phản ứng gì. Lúc đó cấp trên biểu thôi, các anh cứ vây kín như thế, đừng vội vào. Bởi vì mình nắm chắc là lực lượng nó cũng chỉ có 50 thằng thôi. Thì chưa thấy tung cối, cũng chưa thấy là ham bắn AK trước gì hết. Thế nên mãi sáng ngày sau thì đơn vị biểu bây giờ mình phải tập kích để tiêu diệt hoàn toàn. Lúc đó vào thành thử ra là cuối cùng nó cũng chết đi thôi. Vì vẫn đánh ban đêm mà. Nó một số là nó trốn vào nhà dân, cái nhà sàn ấy. Một số thì nó cũng đào được hầm. Thế vào lúc đánh nhau hơi lâu đấy. Nhưng mà nó cũng, lực lượng của nó cũng chỉ có AK với lại là B40-41. Nó cũng không có DKRS đâu. Không thể bắn ra. Hai chàng là nết nhau lúc đó thì đánh cả mình với hắn là toàn không có hầm hết. Hắn cũng không hầm, mình cũng không hầm. Lúc đó Hồ Xung Phong đánh chiếm thì cuối cùng là bên mình cũng bị thiệt hại. Nói hôm đó cũng chủ yếu là bị cái B40 vẫn. Hắn thấy mình lên nhiều là hắn lên B40 thôi mà. Thì mình cũng bị thương được mấy anh. Có mấy anh đi trước thì cũng quá như là cũng hy sinh luôn. Hắn bắn thẳng mà. Bởi vì đội hình của mình không được dàn hàng ngang. Và đánh hàng dọc. Làm 3 mũi tấn công vào phùm. Thì chết đầu tiên là chết cái anh trung đội trưởng. Chết trước. Anh tên gì? Tôi không quên tên anh. Anh là người tỉnh gia. Nhưng mà quên tên anh. Mới bổ sung mà. Mới bổ sung vào. Vì chết anh này anh kia lên. Bổ sung là coi là trung đội trưởng như vậy. Thế lúc đó là cấp trên biểu thôi. Ông ấy chết rồi thì phải bổ sung lính của mình luôn. Là bổ sung tôi lên thay. Tạm thời chỉ huy. Thế lúc đó là cơ ông biểu thôi. Thì bây giờ mình phải chấp nhận thôi. Trong chiến trường. Cơ ông chỉ định là phải lên ngay. Cái cộng thêm một tiểu đội đại liên. Với lên 12.8. Thành một trung đội nữa là 4 trung đội. Tăng cường cho cả hai là như thế. Tăng cường mạnh. Thế lúc đó vô đánh chiếm mãi sau vẫn củng cố, vẫn đánh. Bọn này cũng lì lắm. Nhưng mà chỉ AK với lựu đạn tung tương thôi, nó gần mà. Nó chỉ bắt đầu nó lùi, nó bám sát vào các nhà dân. Nó làm cố thủ. Lúc đó thì các ông biểu thôi, bây giờ mình mà hô hào nó cũng không đầu hàng. Thì chỉ có kiên quyết là bắn thôi. Thì bắt đầu mấy ông lớn biểu thôi. Mấy cái nhà này thì mình cũng hủy luôn nên chờ B40 mốt vào. Thế tung 3 quả 40 và thế im re.
không thấy phản ứng nữa. Coi như là AK giết với lại là cái đại liên của nó không thể bắn ra nữa thì im ra. Thì lúc đó là trung đội của tôi tiến vào. Tiến vào thì nó cũng đang ở trong nhà anh ạ, chưa chết. Thế vừa tôi mới ném mấy quả lựu đạn, lúc đó phải tường lựu đạn. Mà nói là nhà sàn nó thấp thế này này. Thấp, kê nó vừa bước vào được, kiểu như thế. Thì ném tường mấy quả vào. Thế kêu oác trong đó thì vào nó có khoảng 10 thằng. 10 thằng ở trong đó nó cố thủ. Nói chung là bờ vách của nó bờ vách bằng ván chứ không phải bằng gỗ, à bằng xây đâu. Nhà, gọi là nhà sàn mà, nhà sàn thấp. Thế sau tiêu diệt được cái số đó thì bắt đầu là cái trung đoàn, à cái trung đội 3. Trung đội 3 với tôi lại đang vây một cái nhà nó cũng kiểu như vậy. Một đại đội mà, nó cứ cùng kiểu đó. Mà đánh mãi không vào được, không chiếm được. Vì lực lượng của nó có cả bên 10 bên 1. Bắt đầu vào gần mới bắt, khốn lắm. Chứ nó không bắn liền. Bắt đầu mình tiến đến gần nó mới đẹp. Nó nhìn thấy rõ mà ban ngày mà. Lúc đó quân mình cũng tiêu hao mạnh. Cái kiểu này làm sao mới đánh được cái này cấp trên kiểu thôi. Bây giờ cứ một hướng là cứ thế là tấn công này. Cứ cho đi thẳng đánh nghi binh, cứ đánh thẳng chính diện. Thế cho đại đội 2 là vòng đằng sau. Vòng đằng sau thì cái nhà của nó lại không có cửa đằng sau. Nó chỉ hướng về đằng trước thôi. Lúc đó vừa tôi mới bò vào sát nhà. Nó cũng đông, cỡ khoảng 15 thằng. Có súng ống đầy đủ, có B-40, B-41. Chủ yếu nó chỉ hướng về đằng trước thôi. Vì tưởng là quân mình đánh đằng trước, không ngờ quân mình lại có đằng sau. Vì tôi ném xuống 5 quả lựu đạn. Coi như là im re luôn. Bởi vì lựu đạn là chính xác lắm. Ném xuống không cần phải bắn gì, rút chốt ném xuống. 5 quả liền. Thì trong phạm vi anh tính một cái khu vực bằng đấy thì 5 quả lựu đạn đến ôm hết rồi mà. Chết hết. Thì lúc đó là thấy im re. Thì công lớn biểu tôi đã chiếm được chưa? Công trên biểu tiểu đoàn điện báo cáo với các anh là chiếm được rồi. Nhưng mà quân mình cũng hơi bị thiệt hại nhiều. Về cái thiệt hại đó chắc chắn là mình không có hầm hố gì cả. Lúc đó là nó không có cối nha, chỉ có B-40, B-41 thôi. Mà cái lực lượng của mình là cái 2B đấy. Nguyên cái trung đội 2 của tôi bị tăng cường 40 anh đấy. Nó có cả đại liên, có cả cái anh 12-8. Hôm đó là trên bất ngờ 15 anh hy sinh. Lúc đó nó thẳng, bắn thẳng nó phát hiện ra. Lúc mình tiến lên là nó phát hiện ra cái thằng ở trong cái cửa sổ nó phát hiện nó bắn một quả. Ôi trời, tôi tập bùng bành và bắn nổ trực tiếp anh. À, chủ yếu là mình bị B-10. Còn AK đạn nhọn thì anh chỉ treo chéo trên đầu thôi. Mình làm săn vào đất mà. À chào, hôm đó là đơn vị của tôi bây giờ là phải điện cho cấp trên là phải đưa quân đến để mà kháng thương binh tử sĩ đem ra ngoài. Bốn thì trung đội 3 cũng chết mất đâu gần 10 anh về hướng chính diện mà. Còn bữa tôi vòng sau nó bị lỗ thì lúc đó mấy anh trèo lên nhà nó còn nhanh mới xử trí được đó. Chứ không trèo lên nhà thì coi chừng là mình cũng đang thiệt hại nữa. Đấy, lúc đó bữa tôi mới nhảy xuống thì thấy không còn thằng nào, chết hết. Cũng có mấy thằng còn ngâm ngoài cũng cho đi luôn. Cũng dí xuống cho đi luôn. Con AK cũng chủ yếu AK. Hai quả B-50, một khẩu B-1. Thế mà mình chết cũng hơi tương đối rồi. Còn lưu đạn thì không thấy có mấy. Thì cái trận đó là trận ở Batorong. Mà đi sâu vào trong đó không biết cái phum đó là phum gì. Cũng gần Batorong. Thế sau tôi đánh xong trận đó là đơn vị biểu thôi. Cho đội 2 là quay về phía sau, về Batorong. Cách đó khoảng 5 cây vào cái phum Batorong đó. Còn cái phum bọn tôi đánh là khoảng 10 cây. Thế về đó nghỉ ngơi cho khoảng tiểu đoàn 8 lại vào thay. Tiểu đoàn 7 lại rút về đó nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi được một thời gian, chừng độ khoảng 3 tháng. Thì thấy im re, không có thấy cửa quậy, nó chống phá gì cả khu đó. Nghỉ ngơi ở chỗ Batorong, phum Batorong. Được 3 tháng thì cấp trên biểu tôi tiểu đoàn 7 bây giờ lại rút quân về Mông Cung Prey nhận lệnh mới. Thì trung đoàn với tôi lại quay về đó, còn cái chỗ mà mới đánh xong lại giao cho tiểu đoàn 8 là chốt giữ đó.